có nhiều lần của một sự kiện, ít sự kiện nhiều lần thì nhiều học trò cho kinh giả. Cô mình đang bài này. Cô mình đọc hết. Dạ thưa cô, yêu cầu cần đạt kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện, khi thực hiện nhiều lần thì nhiều trò chơi đơn giản. À, giỏi mà bọn em đọc rõ rõ ràng, cô cảm ơn em. Vậy để các em biết được rõ hơn về nội dung của bài năm nay thì cô mời các em đi vào phần khảo sát. Các em có sát đồ vật ở trên bảng. Hãy cho cô biết đây là cái gì? Cô mời ăn nhí. Thưa cô, đây là con quay đỏ vàng với hai phần màu đỏ, hai phần màu vàng sẽ xen kẽ nhau và một cái mũi tên màu xanh. Rồi, cô cảm ơn em. Đồ vật này khảo sát thuộc về các em đúng nào? Yeah. Số lần xuất hiện của sự kiện vào biểu hoạt động số 1. Bạn nào xuống không nào? Cô Minh Thanh Mỹ.